Làm tốt công tác dự báo tình hình, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Đây là chỉ đạo của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 7 do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chiều ngày 5 tháng 7. Phiên họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022. Dự phiên họp có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy, đại diện các sở ban ngành và các địa phương tại những điểm cầu. 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai đã dần bước vào quỹ đạo phục hồi, thích ứng linh hoạt với dịch bệnh. Hầu hết các ngành lĩnh vực đã quay trở lại đà tăng trưởng. Hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống người dân, người lao động ổn định và phát triển trở lại trạng thái bình thường mới. Tăng trưởng kinh tế GDP ước đạt 7,14%, đứng thứ 29 các tỉnh thành trong cả nước. Tình hình sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh ổn định. Sản xuất công nghiệp khởi sắc đạt giá trị trên 21.000 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Lượng khách tới Lào Cai tăng 50% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 1,65 triệu lượt khách. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 4.800 tỷ đồng, bằng 50,5% so với kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh. Tuy nhiên, báo cáo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ rõ tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội do biến động tình hình thế giới, hoạt động xuất nhập khẩu khó khăn, thiếu nguyên liệu sản xuất công nghiệp, giá vật tư, phân bón tăng cao. Những vấn đề này cũng đã được các đại biểu tập trung phân tích, đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới liên quan giải pháp tăng nguồn thu ngân sách, triển khai giải ngân nguồn vốn đầu tư công, xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, giải phóng mặt bằng, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, quản lý đất đai, quy hoạch. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường cho rằng, để thực hiện tốt các mục tiêu và nhóm nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm, các địa phương chủ động phối hợp với các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tăng cường quản lý đất đai và đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác thu chi ngân sách nhà nước thực hiện đúng quy định, đảm bảo thu ngân sách năm 2022 đạt 10.000 tỷ đồng. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển về công nghiệp, phấn đấu giá trị đạt 47.000 tỷ đồng. Trước mắt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng chống COVID-19, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra an toàn. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đánh giá cao sự nỗ lực, năng động, đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh với nhiều điểm sáng nổi bật để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở chỉ rõ những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế của 6 tháng đầu năm, đồng chí Bí thư đề nghị thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương cần tiếp tục đổi mới, đoàn kết, thích ứng linh hoạt và tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp đã đề ra. Chúng ta những lúc khó khăn này, bản lĩnh của chúng ta, truyền thống của ta càng phải đoàn kết hơn nữa, một lòng hơn nữa để vượt qua những lúc khó khăn này. Họp ban thường vụ tôi đã gửi thông điệp này, ban chấp hành tôi đã gửi thông điệp này, và hôm nay có tất cả các đồng chí, chúng ta cố gắng vượt qua khó khăn, cố gắng đoàn kết với nhau, phải khắc phục làm sao được tất cả những cái tồn tại nêu ở trên, 10 cái tồn tại ở trên, từ công tác dự báo, đánh giá, nhận định cho nó đúng, nhận định ở đây, nhận định từ bên ngoài, bên trong, kể cả từ nhận định từ các ngành, như tôi nói là phải mạnh dạn thẳng thắn để nhìn nhận lại mình, nhận diện lại mình, xem mình có đúng như thế không, mình có đúng thành tích như thế không, ngành giáo dục có đúng thành tích như thế không, ngành lao động có đúng thành tích như thế không. Tôi nghĩ là còn đang rất nhiều vấn đề. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành địa phương cần tiếp tục có giải pháp tăng nguồn thu ngân sách, đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn, rà soát lại những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm như đất đai, khoáng sản, thủy điện, cần chú trọng xây dựng thiết chế văn hóa, công viên xanh phục vụ nhân dân, siết chặt quản lý bất động sản, chú trọng dành quỹ đất cho người thu nhập thấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chỉ số PAPI, CPAT, PCI.